bị chê là thành viên bất tài nhất Blackpink nhưng Jisoo mới là người đạt thành tích solo ghê gớm này. Chưa chính thức debut nhưng Jisoo Blackpink đã đạt được thành tích đáng gầm này, chỉ còn khoảng chưa đầy 10 ngày nữa, màn debut solo của chỉ cả Blackpink Jisoo sẽ chính thức được ra mắt. Ngay từ lúc này, những thông tin xoay quanh sản phẩm debut solo của Jisoo dù là nhỏ nhất cũng được cộng đồng mạng quốc tế quan tâm, dù luôn được gắn với danh xưng biểu tượng K-pop nhưng Jisoo lại từng bị cho là thành viên bất tài nhất Blackpink trên sân khấu, cô thường xuyên bị chê trách là bình hoa di động do biểu cảm cứng nhắc và không tạo dấu ấn như ba thành viên còn lại. Chị cả Blackpink cũng thường trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội khi phong độ trình diễn thất thường. Kỹ năng kém hay thành tích riêng cũng chưa có gì đáng để so sánh. ấy thế nhưng mới đây Jisoo lại đạt được thành tích solo vô cùng ấn tượng. Jisoo đã trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop có lượng album đặt trước cao nhất lịch sử với 950.000 bản album. Đặc biệt, ba đài truyền hình lớn của Hàn Quốc là KBS News. MBC News, SBS News đã đưa tin về thành tích này của chị cả Blackpink. Trước đó, Rose với single album R của main vocal Blackpink ghi nhận lượng pre-order vượt mốc 500.000 bản. Tiếp theo, album solo La Lisa đã giúp em út Blackpink Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo sở hữu nhiều album đặt trước nhất lịch sử K-pop với 700.000 bản sau 4 ngày mở bán. Tuy nhiên thành tích của Lisa đã bị Jisoo cho người khói và được nhiều người kỳ vọng sẽ chạm mốc 1 triệu bản trước khi ra mắt chính thức. Có thể thấy khả năng bán album của Blackpink vô cùng ấn tượng khi lần lượt các thành viên đều vượt kỷ lục của nhau mỗi khi ra mắt sâu lâu.